Nước sạch về thôn, niềm vui như đã trở lại với cả hàng trăm hộ dân ở thôn 7 xã Đà Lào, thành phố Bảo Lộc. Có nước sạch, nỗi lo lắng về thiếu nguồn nước trong sinh hoạt hàng ngày cũng được giải tỏa khi bà con không phải sử dụng nguồn nước thiếu vệ sinh cũng như phải đi mua nước từ các khu vực khác về dùng. Bây giờ dưới này chúng tôi thiếu nước quá trời, trầm trọng lắm. Bây giờ nước sinh hoạt không có, tất cả giếng là khô hết rồi, không còn gì đâu. Thế bây giờ toàn đi chở can thôi. Cứ xin về đến nhà thì cửa rất là bính nhưng không có làm sao mà có nước mà sử dụng nữa. Nên thì cũng nhờ tất cả lãnh đạo là hỗ trợ về cho dân. Chúng tôi đã thực hiện cái việc là cung cấp nước cho một số trường học trên địa bàn và hiện nay đang tiến hành cho cung cấp nước cho bà con để phục vụ công tác nấu ăn rồi sinh hoạt cho bà con, tức là sẽ luân phiên từng khu vực một. Theo kế hoạch, sau đợt tiếp nước này, bình quân từ 3 đến 4 ngày, hai chiếc xe này của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và khu vực Bảo Lộc sẽ đưa khoảng 8.000 lít nước sạch chuyển đến cho bà con và học sinh trường trung học cơ sở Hồng Bàng. Ngay trong đợt tiếp nước này, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã cấp 3.000 lít nước vào các bồn chứa, bể chứa tại các nhà dân. Sau đó người dân sẽ chia nguồn nước với nhau. Riêng trường trung học cơ sở Hồng Bàng đã được cấp trên 5.000 lít nước vào bể và hai bồn chứa đặt trong trường để phục vụ nhu cầu sử dụng của 300 học sinh và gần 30 cán bộ, giáo viên của trường. Đến thời điểm này thì đối với nhà trường thì hiện tại là nước không có. Cho nên là về vấn đề sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhà trường cũng như học sinh là rất khó khăn. Về phía nhà trường cũng rất vui mừng thì được tiếp nước thì nói chung hỗ trợ trước mắt cho phía nhà trường thì rất thuận lợi cho vấn đề sinh hoạt cũng như là học tập hàng ngày của các em. Nơi sống của chúng con đang thiếu nước thì vừa qua thì mưa thì nó cũng không tới, mưa cũng ít. Thế là may mà hôm nay có các chú đến thì cung cấp nguồn nước cho trường chúng con sinh hoạt. Con cảm ơn các chú cho các con nguồn nước để sinh hoạt. Con sẽ không phung phí nước và sẽ tiết kiệm hơn. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tiếp nước sạch cho nhiều khu vực khác trong tỉnh như các vùng sâu, vùng xa, vùng đang khô hạn và thiếu nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ này chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Bởi để có thể đáp ứng nhu cầu về nước sinh hoạt tối thiểu của người dân, rất cần có một giải pháp lâu dài, căn cơ hơn. Chứ nếu không, cứ đến mùa khô hạn lại tái diễn tình trạng khát nước sạch. Với những cố gắng của nhân viên y tế thôn bản Ca Bét, thôn Nam Tân Lâm luôn hoàn thành chỉ tiêu về truyền thông, giáo dục sức khỏe. Trong đó, tiêm chủng mở rộng đạt tỷ lệ 97%, tỷ lệ trẻ uống vitamin A đạt trên 90%. Hơn 10 năm qua, trên địa bàn thôn Nam nói riêng và xã Tân Lâm nói chung, không có vụ dịch lớn xảy ra.